ở đầu video là mình xin giới thiệu cái dòng cá kiếm coi nha, coi tam châu. Thì cái dòng này nó dễ nuôi nha, dễ nuôi, mình nuôi rất là dễ luôn. Với lại cá này nó sinh sản cũng rất là nhiều nha, cũng dễ sinh sản như là cá bảy màu vậy đó. Thì cái dòng này bên tiệm đang bán giá là 30 ngàn một cặp nha. Cá này là size tơ nha, size tơ 30k một cặp. Cá này thì khúc đỏ, khúc trắng, khúc đỏ, khúc trắng gì vậy, nhìn rất là đẹp luôn nha. Tại cái này em nuôi trong cái nền đen nha, cho nên mình nhìn cái màu nó không được đẹp nha. Nếu mình để ngoài nền sáng thì nó cái màu nó đỏ rất là đậm nha. Thì nếu như anh em mua thì mình sẽ lựa những cái con cá nào mà bự nhất trong bầy nha. Mấy cá nhỏ thì mình sẽ chờ lại, mình nuôi dưỡng lại. Còn mấy cá bự mình sẽ bắt giao cho anh em mình. Thì 30k một cặp nha. Anh em mua số lượng nhiều thì mình sẽ có tặng khuyến mãi thêm nhiều nha. 30k một cặp. Này là dòng kiếm coi nha. Đỏ cút cắn thì nhìn nó đẹp ha. Nó bơi gạt lại nhìn cái màu đỏ rất là đậm nha. Ở đây cái bầy Dumbo, Dumbo Big E nè, nó còn nhỏ, nó chưa lên tay bơi nè, chưa thấy em nào lên tay bơi hết. Rồi ngày mới chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Bữa nay sáng ra cho mấy con cá con, cá lớn rồi nó ăn atomia, thức ăn dinh dưỡng. Bữa nay mấy ngày mưa bão này cho nó ăn thức ăn này cho nó dễ tiêu hóa. Còn bên đây là cái bầy Tobat, Tobat cá con, cá này chắc cũng được nửa tháng à. Cá nó ăn thấy sung á. Này nuôi ở phía sau hè. Ở này đây cũng là dòng Tobat luôn, nhưng mà này size cũng lớn rồi, cá nó cũng lên màu rồi nè. Chút nữa mình cũng có báo giá một cái số dòng Tobat này nè, nhưng mà size nó size lớn hơn một chút. Này size còn nhỏ quá, nó chưa có lên màu nhiều. Ở bên đây cũng là một cái hồ Tobat luôn. Ba cái bèo cám này nó để trong vòng tuần lễ là bắt đầu nó nghẹt hồ hết, vớt bỏ không kẹp của nó luôn. Ở dưới đây có mấy con rồng xanh. Abigon Ribbon Si Thu. Rồi để lên trước mình sẽ quay mấy cái dòng Tobat sẵn mình báo giá, anh em là yêu thích thì mua ủng hộ nha. Đây là mấy con Tobat nè. Này cũng size tơ nha, nhưng mà nó cũng cá nó cũng lên màu ổn định nè. Thì size tơ này bên tiệm đang bán giá là 30 ngàn một cặp nha. Tobat BDS, bản đuôi rất là bự nha. Màu xanh rất là đẹp luôn. Anh em thấy cái size tơ nhưng mà cái đuôi nó rất là bung căng này nha. Đuôi rất là đẹp à.
này anh em về nuôi thêm chừng là nửa tháng nữa là bắt đầu cái bản đuôi nó rất là bự nha. Thì dòng tô bát này bên em đang bán giá là 30 ngàn một cặp nha. Bên đây hồ cá mái nè, cá mái thì nó tơ tơ vậy nè nha, thì cá tơ tơ vậy mình về mình dễ nuôi, dễ thuần nước hơn nha. Cá mái nè, bảy cá mái. Đó, còn đây là địa chỉ của tiệm nha, ở ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. Đó, anh em nào ở gần thì có tới tham quan ủng hộ nha. Ở đây thì cách trường học Nguyễn Đình Chiểu khoảng chừng 50m nha. Cách trường học Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn cây xăng Mỹ Hương khoảng 50m. Còn đây là dòng Full Platinum BDS. Thì dòng này bên tiệm đang bán giá là 40 ngàn một cặp nha. Dòng màu trắng rất là đẹp nha. 40k một cặp. Thì cá bên mình có gửi đi thì cũng có chế độ bảo hành tới cá khỏe tới tay anh em mình luôn nha. Anh em cứ yên tâm. Mua cá bên mình thì mình sẽ bảo hành tuyệt đối luôn. Cá bơi rất là mạnh nha. Màu trắng rất là đẹp luôn. Này dòng BDS nhưng cái bản đuôi nó còn rất là bự nha. Cái này mình nuôi thêm nữa là nó còn bung rất là căng nữa nha. Cái này nó chỉ mới bung có một nửa thôi. Cá thì mình chỉ quay trong hồ bình thường thôi chứ không có đưa vô hồ sâu hồ gì hết. Cái này toàn bộ là cá trống hết nha. Mình sẽ qua bên kia mình quay cá mái. Ở đây bầy cá mái nè. Cá mái thì nó đang ôm bầu hết rồi nha. Bụng tròn tròn hết rồi. Cá này về mình nuôi khoảng tuần lễ 10 bữa là bắt đầu nó sinh sản rồi nha. Thì anh em cứ đặt cá thì cứ yên tâm nha, mình sẽ bảo hành cá khỏe, cá sống khỏe tới tay anh em mình luôn. Yên tâm về chất lượng cá. Thì cái dòng Full Platinum BDS thì bên mình là 40 ngàn một cặp nha. Thì anh em cứ yên tâm khi mình gửi cá đi tùy theo số lượng nha. Nhiều hay ít thì mình cũng có thể có tặng kèm theo cho anh em mình nha. Cho nên anh em cứ yên tâm. Rồi, mến chào anh em mình nha. Chúc anh em nuôi cá một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Cá bơi rất là đẹp ha.